Sự kiện khai mạc World Cup 2023, sự hòa quyện của nghệ thuật và bóng đá. Chiều tối ngày 20 tháng 7, giờ địa phương, lễ khai mạc và trận đấu mở màn World Cup 2023 đã diễn ra trên sân vận động Eden Park tại Auckland, New Zealand. Lễ khai mạc được tổ chức tối giản nhưng ấn tượng, mang đậm tinh thần của hai quốc gia đồng chủ nhà, New Zealand và Australia. Tại sự kiện khai mạc, lá cờ quốc kỳ của 32 đội bóng tham dự vòng chung kết được thể hiện qua trang phục của các nghệ sĩ biểu diễn đã được diễu hành trên sân vận động Eden Park. Trước thềm giải đấu, đội tuyển nữ Việt Nam đã đặt trại tại TP, Auckland để theo dõi qua truyền hình. Hiện tại, đội tuyển nữ Việt Nam đang tập trung cho trận đấu khai mạc vòng chung kết World Cup 2023 với đội tuyển nữ Hoa Kỳ, đương kim vô địch. Trận đấu sẽ diễn ra vào 8 giờ sáng ngày mai 22 tháng 7 giờ Việt Nam. Huấn luyện viên Mai Đức Chung và các học trò của ông đã hoàn thành các khâu kiểm tra chuẩn bị của FIFA. Trước một trận đấu hứa hẹn đầy khó khăn, huấn luyện viên Vlatko Andonovski của đội tuyển nữ Hoa Kỳ đã thể hiện sự kích thích và quyết tâm. Ông nhận xét về đội tuyển nữ Việt Nam rằng họ đã trải qua hành trình vượt qua nhiều thử thách trong vòng loại châu Á năm 2022. Các cầu thủ nữ Hoa Kỳ cũng có những nhận định tích cực về đối thủ của mình. Tiền đạo Lynn William tin rằng đội tuyển nữ Việt Nam sẽ mang đến nhiều bất ngờ và cô đồng đội Crystal Dunn nhấn mạnh sự khác biệt trong phong cách chơi bóng của đội Việt Nam. Mở màn cho một giải đấu hứa hẹn nhiều cảm xúc và kịch tính, World Cup 2023 đang chờ đợi để lột tả những câu chuyện mới và niềm đam mê bất tận của người hâm mộ bóng đá trên khắp thế giới.